សួស្តីមនុស្សល្អទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយជំរិតទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយករឿងមួយដែលជារឿងប្រភេទកំប្លែងមានចំណងជើងថា Elf ដែលសរសេរជាភាសាអង់គ្លេស ELF បើយើងនិយាយយល់គឺជាម្រេចគង់វារបស់សិនតាក្លោះដែលពួកគាត់នឹងជួយផលិតរបស់របរផ្សេងៗដូចជារបស់កំសាន្តរបស់អីនឹងសម្រាប់ក្មេងៗនឹងឲ្យ សិនតាក្លោះយកមកឲ្យក្មេងៗប៉ុន្តែពួកគាត់មានមាតតូចៗតែក្នុងរឿងនេះគឺវាមានលក្ខណៈផ្សេងទៀតដូច្នេះបើចង់ដឹងថាវានឹងចម្លែកនឹងល្អសាច់យ៉ាងណានោះសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុននឹងជួយដល់សាច់រឿងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់កណ្ដឹងមួយណែមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតអេបអមរិកាទីតំណែងរាប់ម៉ឺនមកជាមួយនៅតម្លៃពិសេសនៅក្នុង App America ទី រឿងរបស់យើងចាប់ផ្ដើមឡើងដំបូងដោយបង្ហាញឲ្យឃើញថាលោកតាម្នាក់គាត់គឺជាមរិញគង្វីលដែលជា F របស់សាន់តាក្លោស គាត់បានរៀបរាប់ពីរឿងកើតឡើងកាលពីសាមសិបឆ្នាំមុនកាលនោះមានកូនង៉ែតតូចមួយដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ដែលជាក្មេងកំព្រាបានចូលមកក្នុងកតាប្របស់លោកតាសាន់តាក្លោសបន្ទាប់មកលោកតាសាន់តាក្លោសបានស្ពីកតានោះមកកាន់ពូលខាងជើងដែលជាកន្លែងស្នាក់នៅរបស់គាត់ដោយមិនដឹងខ្លួនពេលដែលប្រទះឃើញថាមានក្មេងនៅក្នុងកតាប្របស់គាត់ប៉ាប៉ា F ដែលជាមរិញគង្វីលរបស់សាន់តាក្លោសក៏បានសម្រេចចិត្តទទួលចិញ្ចឹមក្មេងប្រុសម្នាក់នោះកូនង៉ែតដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់នោះត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថា Buddy ដែលបានធំដឹងក្តីនោះជាមួយនឹងរិញគង្វាលផ្សេងៗទៀតដែលមានមាតតូចៗរីឯខ្លួនគាត់វិញមានមាតធំៗចង់ប៉ុណ្ណឹងតម្រូវទឹកទៅហើយនេះក៏ដោយសារតែបាឌីគឺជាមនុស្សនៅថ្ងៃមួយបាឌីដូចជាមានអារម្មណ៍ពិបាកចិត្តជាទម្ងន់ធ្ងន់ជាងធរណីតឹងទ្រូងណែនចិត្តត្បិតអីខ្លួនមិនអាចអង្រួនចិត្តខ្លួនឯងឲ្យសប្បាយចិត្តបានព្រោះគាត់មិនមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផលិតរបស់របរផ្សេងៗដូចជារិញគង្វាលផ្សេងៗទៀតដូ
bán như vậy thà, phụ kế bắt chế ảnh đất bà đi nè, đã tạm bật tao bà đi cứ chìa mà nụ. Bằng tốt bị lưu sô xâm đầy nụ ruột, bà đi có mình ca xâm mại rừng xềm xềm tiết cá bị quạt nấu tỉ ni. Đôi chìa xe bài chương, tô chương chương rồi bỏ quạt, bằng tục tức ra mình xong riêng râu. Bù mít rồi bỏ quạt thông đổi biên, ông côi mình xuống bà yên bằng tục tức, bật ấy biên viên mình đổi bọt, rí ai kìa tiết sao, quạt đế có mình xong. Hai bà rụp thọt vinh, quạt tăng tại thọt đạch các bà chỉ nếch, bà lệnh bà cứ quạt dọc bà nhọt chôn gố tại mặt đòn, kết hai phim quạt các bàn phây hai sân lọc đuôn cân mà đinh công viên mà nẹ tiết. Bần tốt bì nu, bà đi các bàn chỗ mà khăn bình tục tức hai ông của dung, rồi hai bà bà Elf có bàn đăng bì đường ni, rồi quạt các bàn xâm lạc chật, bà bà rương ở đất cá tự cán bà đi, tiếng ơ, đòi khi mình cá sẽ tự đi kết một mơ ngồi nghi ngồi ngỡ tiết lai. Đói ấy lâu ni, quát cầm bông tại ông cối lừa plau rồi bỏ ba elf đối chỉ còn khmer anh chăng khách tại bạn tộc tê mờ tàu mình xuống bạn chương rồi bỏ lục tà elf phong co mình đăng ba ba elf ban đi dạy tha bà đi cứ chỉ còn bỏ rồi bỏ water hop nâng xuống sàn wells bên tai tàu ban kỳ dọn một đạn nó mình đối cột má cùng bìa mùi đời xa tai mặt đai rồi bỏ khuôn ban bằng cát cồn hái quát cả ban bắt bóng chỉ vật tàu water co mình ban đăng thạch quạt nâng miên cồn đai hay sắp ngày ni quát cầm bông thịt phượt ca nó cầm hôn bỏ bấm xịp hốc mình khmer mùi nó thì cầm New York ta mà dạy bỏ mình khlạc khlạc bì Santa Claus ban đi dạy tha ở bốc ở bà bà đi cứ mình mên chìa mà nụ lõ nụ tê bần tốt bì nụ bà đi có ban xâm lạc chật chênh bì bốc kháng trường hãy thơ đùm nát tòa ca New York nằm bây rốc ở bốc ở bà khluôn hai có ban liền mật phép đợt tầy tiết chì tràn rồi có bần tòa đùm nát tay mà nè anh tam bây phnom bật xa bê thơ đùm nát tam plâu bà đi có ban khơi sát bầy mùi bần tay khluôn kết thả sát bầy nụ bà hát chì chật lõ đôi sát nâu cần lãnh để khluôn rủ nâu bần tay viết xâm nà cỡ ở vây sát nụ có ban họ khám bà đi ní trong bằng hàn ở dưỡng đằng tha ở vây nó tự đầy ra bà mà nụ rủ nâu tù tâu cứ viết mình đôi nâu bốc kháng trường nụ tê đòi mất bằng ổng giúp dân sự bình dù bà đi một cha trở đất khám mến đã bỏ dưỡng có bán thuốc đồng nào một đó thì cổng New York bê mà đó thì cổng New York phim quát mình cáp nhập ảo nè bì bố quát mà đại khuyên tự tập hiệp ở vây xa át bẹp nê nụ tê đối chí này hỏi quát bán bình chinh sự cao mập hiếp rồi nhẹ rồi nhây đá rồi nhẹ rồi nhò xâm lưng rồi nhẹ rồi nhọ nê rồi rồi lọ rồi bê rồi bọ đôi khám mến tự cát quát bán đà cực tì cần lên đâm bày rốt ở bốc rồi bỏ quát tam rồi dạp bò rồi mến rồi bỏ Santa Claus đại bàn bà đòi ỏi quát chỉ chồng cỏi quát có bán chua bật tiền nâng ở kia đà bốc rồi bỏ quát thử cá đại mến chỉ mù tha Empire Building នៅពេលដែលឪពុកបង្កើតរបស់គាត់បានឃើញបាឌីគាត់មិនស្គាល់កូនប្រុសបង្កើតរបស់ខ្លួនឯងនោះទេដោយគាត់បានចាត់ទុកថាបរិសម្នាក់នេះដូចជាឈួតវង្វេងស្មារតីមិនដឹងអីមកពីណាក្រោយមកឪពុករបស់គាត់បានបញ្ជាឲ្យសន្តិសុខនាំបាឌីចេញពីទីនោះសន្តិសុខទាំងពីរអ្នកនោះក៏បាននិយាយមើលងាយលែងសាច់ទៅលើបាឌីឲ្យបាឌីនឹងត្រឡប់ទៅ Gimbel វិញចុះប៉ុន្តែបរិសកំសត់ម្នាក់នោះ
ក៏បានធ្វើតាមសម្ដីរបស់គេមែនហើយក៏បានដើរចូលអគារ Gimbel ដោយបានដើរសម្លឹងសម្លៀកបំពាក់ស្ត្រីដែលគេសរសេរថាទិញវាសម្រាប់មនុស្សសំខាន់ភ្លាមនោះបុរសម៉ាប់ដែលជាមេការនៅទីនោះបានឃើញបាឌីរួចហើយគាត់ក៏បានយល់ច្រឡំថាបាឌីគឺជាអ្នកធ្វើការនៅទីនោះរួចគាត់ក៏បានហៅបាឌីឲ្យមកធ្វើការនៅកន្លែងធ្វើការបាឌីក៏បានជួបនឹងស្រីស្រស់ម្នាក់ដែលនាងមានឈ្មោះថា Jovi នាងចូលចិត្តច្រៀងប៉ុន្តែនាងមិនហ៊ានច្រៀងនៅមុខមនុស្សផ្សេងៗឡើយភ្លាមនោះបាឌីក៏បានស្រែកបញ្ចេញសំឡេងដូចជាជ្រូកយំទាហូបបាយដោយគ្មានចំពាក់លុយនរណាមួយរៀលដែលធ្វើឲ្យ Jovi នាងសើចសប្បាយនិងមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះបាឌីយប់ឡើងបាឌីមិនតណានោះទេស្នាក់នៅហាងនេះរួចហើយគាត់ក៏បានធ្វើការរៀបចំហាងនេះឲ្យមានលក្ខណៈដ៏អស្ចារ្យព្រឹកឡើងគាត់ក៏បានផ្ញើអីវ៉ាន់មួយកញ្ចប់ទៅឲ្យឪពុករបស់គាត់មានទាំងរូបថតម្ដាយនិងឪពុករបស់គាត់កាលពីមុនថែមទៀតផងបន្ទាប់មកពេលដែលឪពុករបស់បាឌីបានបើកប្រអប់សម្បត្តិនោះមើលគាត់ក៏បានប្រទះឃើញសម្បត្តិនោះសរសេរថាវាជារបស់សម្រាប់មនុស្សសំខាន់ហើយភ្លាមនោះឪពុករបស់បាឌីក៏បានលើកយកមកមើលភ្លាមនោះលេខារបស់គាត់ក៏បានដើរចូលមកភ្លាមហើយក៏ប្រទះឃើញថាមិនក៏លោកប្រធានកាន់អាវក្នុងរបស់ស្ត្រីអញ្ចឹងហើយលេខានោះក៏បានភ្ញាក់ដើរចេញពីទីនោះទៅនៅព្រឹកនោះផងដែរមានក្រុមក្មេងៗនិងមនុស្សជាច្រើនបានចោមរោមកន្លែងដែលបាឌីបានរៀបចំព្រោះវាពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់សម្បីតែមេការកម្ាប់នឹងក៏គាត់បានឆ្ងល់ថាប្រហែលជាសន្តិក្លោះមករៀបចំកន្លែងនេះហើយប៉ុន្តែគ្មាននរណាដឹងថាវាគឺជាស្នាដៃរបស់បាឌីនោះទេកំឡុងពេលនោះផងដែរបាឌីក៏បានប្រទះឃើញថាមានអ្នកសម្ដែងធ្វើជាសន្តិក្លោះដោយកុហកក្មេងៗភ្លាមនឹងបាឌីនឹងគាត់មានការខឹងពេលដែលឃើញមនុស្សហ៊ានកុហកក្មេងៗបែបនេះហើយថែមទាំងខ្លាំងខ្លួនធ្វើជាសន្តិក្លោះទៀតដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់ធ្វើការវាយគ្នាផ្អើលកន្លែងនោះដោយមិនទំតែវាយគ្នាទេថែមទាំងបំផ្លាញរបស់របរដែលរៀបចំនៅទីនោះទៀតរឿងនេះបានធ្វើឲ្យក្មេងៗស្រែកបិទបាត់មិនចិត្តសម្រាប់នេះធ្វើអាមេរិកបានមកដល់ហើយគាត់ក៏បានហក់មុខវាជាមួយពួកគេដែរវាគ្នាឈឺឥតលហើយចុងក្រោយឡែឡែចូលប៉ោះប៉ូលីសទាំងអស់គ្នាបាឌីក៏បានប្រាប់ឈ្មោះឪពុករបស់ខ្លួននិងទីតាំងធ្វើការរបស់គាត់ដូច្នេះហើយប៉ូលីសក៏បានទៅហៅឪពុករបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថា Walter នឹងមកធានាគាត់ចេញពីប៉ោះប៉ូលីស Walter គាត់មានការឆ្ងល់ជាខ្លាំងហេតុអ្វីក៏បរោះចម្លែកនេះតែងតែហៅគាត់នឹងថាជាឪពុកដូច្នេះហើយគាត់ក៏បាននាំបាឌីយកទៅធ្វើការពិនិត្យឈាមលទ្ធផលចេញមកក៏បង្ហាញថាបាឌីគឺជាកូនប្រុសរបស់គាត់បង្កើតមែនដែលធ្វើឲ្យគាត់មានការហួសចិត្តជាខ្លាំងគ្រូពេទ្យក៏បានបន្ថែមទៀតថាបាឌីក៏មានបញ្ហាសុខភាពទាក់ទងនឹងខួរក្បាលផងដែរនេះក៏ប្រហែលដោយសារតែគាត់នឹងនៅជាមួយក្មេងៗច្រើនពេកដូច្នេះហើយបានជាបាឌីមានអាយុចាស់ប៉ុន្តែចរិតក្មេង Walter ក៏បានយករឿងនេះទៅប្រាប់ប្រពន្ធរបស់គាត់ដែលគ្រួសារនេះមានកូនប្រុសម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះថា Michael និយាយរួមទៅគ្រួសាររបស់ពួកគេក៏មិនសូវជាសុខសប្បាយប៉ុន្មានដែរដោយសារតែឪពុករបស់ពួកគេមិនសូវខ្វល់ពីគ្រួសារឡើយខ្វល់តែពីការងាររបស់គាត់ Emily ដែលជាប្រពន្ធរបស់ Walter ហាក់ដូចជាមិនប្រកាន់ហើយក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យបាឌីចូលមករស់នៅជាមួយពួកគេដែរទោះជា Walter បានហាមឃាត់ក៏ដោយលុះព្រឹកឡើងបាឌីក៏បានរៀបចំស្ប៉ាហ្គេទីឲ្យពួកគេទទួលទានសម្រាប់អាហារពេលព្រឹកបាឌីបានបន្ថែមទឹកស្ករចូលទៅក្នុងអាហារនោះតែអេមីលីនៅតែទ្រាំហូបទាំងត្រដាប់ត្រដួសដោយទឹកមុខញញឹមប្រឹមប្រិយបាឌីក៏បានខ្ចប់ស្ប៉ាហ្គេទីឲ្យនាងថែមទៀតផងសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់ដាក់ថង់ខ្ចប់ខ្ជួលល្អមើលណាស់ចំណែកឯឪពុករបស់បាឌីសុខចិត្តទទួលទានកាហ្វេវិញព្រោះឃើញហើយហួសចិត្តអាណិតខ្លួនពេកសុខចិត្តមិនហូបមិនបរិភោគស្ប៉ាហ្គេទីនេះបន្ទាប់មកឪពុករបស់បាឌីប្រាប់ឲ្យបាឌីដូរសម្លៀកបំពាក់វិញគាត់ក៏បានសាតខោនៅក្នុងផ្ទះបាយយកតែម្ដងអេមីលីចូលមកភ្លាមនាងភ្ញាក់ហើយស្រែកផ្អល់ផ្ទះទាំងមូលយកតែមែនទែនបន្តិចក្រោយមកបាឌីក៏បានរៀបចំអាហារសម្រាប់ខ្លួនឯងមហាលោតផ្លោះមហាអស្ចារ្យដោយគាត់មិនហូបតែស្ប៉ាហ្គេទីទេគាត់បូកថែមទឹកស្ករស្ករគ្រាប់ឆូកូឡាតនំនែកផ្សេងៗទៀតដោយគាត់នឹងទាញហូបបុកចូលគ្នាញាត់ចូលមាត់តែម្ដងដោយសារតែគាត់ចូលចិត្តគ្រឿងផ្អែមថ្ងៃមួយនឹងបាឌីក៏បានជួប Michael នៅខាងក្រៅប៉ុន្តែ Michael ធ្វើដូចជាមិនស្គាល់បងប្រុសខ្លួនឯងអញ្ចឹងប៉ុន្តែភ្លាមនោះពេលដែលបាឌីនឹងរត់តាមសັບតែមានក្រុមក្មេងៗទៀតបានធ្វើការគប់ទឹកកកមួយទំហឹងមកលើពួកគេតែម្ដងបាឌីក៏មិននៅស្ងៀមនោះដែរខ្លួនក៏បានផ្លិតដងទឹកកកយ៉ាងច្រើនហើយលឿនទៀតផងធ្វើឲ្យ Michael មានការភ្ញាក់ផ្អើលរួចហើយបាឌីក៏បានធ្វើការគប់ដោយប្រាក់អតិពលដៃមហាទេពដូចម៉ាស៊ីនផុងគប់ទៅកាន់ក្មេងៗនោះវិញយ៉ាងញាប់ធ្វើឲ្យក្មេងៗទាំងអស់រត់បះសក់បះគូតបន្ទាប់ពីនោះពីអ្នកបងប្អូនគេក៏បានប្រែខ្លាចមកជាស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាបាឌីក៏បាននាំ Michael ទៅជួបជាមួយនឹង Jovi មនុស្សស្រីដែលខ្លួនលួចស្រឡាញ់រួចហើយ Michael ក៏បញ្ជប់បញ្ជូលឲ្យបាឌីណាត់នាងជួបគ្នារួចហើយបាឌីក៏បានណាត់ហើយនាងក៏យល់ព្រមពេលត្រឡប់មកផ្ទះវិញពីអ្នកបងប្អូននោះក៏បាននាំគ្នារៀបចំដើមឈើ Christmas បាឌីបង្កឲ្យមានភាពរញ៉េរញ៉ៃដោយបានហក់អបដើមឈើដើម្បីបិទរូបផ្កាយនៅលើចុងឈើ Walter មានអារម្មណ៍ថាមិនពេញចិត្តជាខ្លាំងហើយបង្ខំឲ្យប្រពន្ធរបស់ខ្លួននៅជាមួយបាឌីនៅថ្ងៃស្អែកព្រោះខ្លួនខ្លាចកូនម្នាក់នេះបំផ្លាញផ្ទះនេះទាំងមូល Emily នាងបានបដិស
sẽ đuổi hai nên có bạn đòi dựa bỏ thả ôi bà đi nâng tàu chỉ mùi quạt phư cá tàu nọt ngày xe ai lắng nâng bà đi có bạn thật phư cá chỉ mùi ở bốc rồi bọc luôn tại ở bốc mẹ ni bài chia bình chùn cồn quạt tàu căn còn lại tàu dọc sống bọt tàu vinh nâu tí nu bà đi chờ lòng phật xa ra vì ski bụt khuôn mưu tàu vị đôi chia xa rộm sko anh chẳng hãy bận đạo ở bà đi sở vâng rồi có bằng co chỉ cà rộm rê xa bài pinh tí nu tiếng ớt tay mà đong nếu giúp nước phẳng đai, bà đi có bàn nạt chút chỉ mùi nâng trở vi. Ôn tay bà đi, bà chỉ bằng hai sạc ca mập hiếp chậm lại để thơ ở nghiêng miên cá sạc bài đi đi chậm phút sạc ca mập hiếp chút chút tiếng ổn ni. Hai chồng cơ bố kế tiếng bí nẹ, có bàn xâm lạc chật thơ chỉ sòng xa nâng khní. Không cầm lông bình nụ phóng đè, Walter cầm bông tìm mình bằng hát tẹo tôn nâng cầm hôn đồ bỏ quát, đòi xa tài quát nâng khóa chùm nuôi. Rồi hỏi, quát các bạn chỉ dếm tẹo tôn chụp chùm mùi nâng nẹ sở xê sở phấu đó là bây chùm mùa nẹ miên chùm mùa thà, Mile Finch. Đại bà rõ mê tiếp mà nẹ đi, cứ chỉ nẹ sở xê sở phấu đầy lụt đạch bằng phót mà nẹ, bằng tài quát hạ đôi chực ếng cả áng nè. Cầm lông bê đai bà phía xa dàng cái đào cỏ cục. Phim nu, bà đi có bàn rốt trốn mốc, hơi sai prap ở bốc rồi bỏ khuôn thật khuôn miễn sáng hả hơi. Bần tỏ mốc, bà đi sắp tay bật tạc khinh lục mà, hơi vô cho làm tha bộ rốt con tươm nè ni, cứ chỉ elf là chìm rình cùng với rồi bỏ Santa Claus. Xong đây vì cha bạp ni, bán bỏ hạ bẻ đôn rồi bỏ nẹ nịp bùn, út án mà nẹ ni, ôi miền chật khăn, sân tay chọn tút đôi cổ rọc bay, đòi khăn xong ba chỉ khăn, bộ rõ tư tối mà nẹ ni, bán thư cao vi bỏ hạ, chắp bó tung tặng, tiên tiếng đôi tiên mộng tôi nổi, hai cậu bán đòi chênh bí bình tục nu tiếng cầm hăng. Ở phút rồi bà đi, khăn dạng khăn, rủi hai quật của bạn bảo bị ác rõ tổn lỡ côn rồi bà quật, đó là dễ tha. Anh tổn nạc ở tổ chốc, dương mình trong khuyên một ai nụ tê. Đã xong đấy ni, bạn thua ở bà đi, miền cá tôi chất chỉ khăn, hỏi khuôn của bạn đã chính bị tỷ nụ, tiếng tay mình nghĩ cơ hội đuổi kia. Bên một đòi bà tê, bà đi của bạn sẽ xây xong bọt túc xâm rạp nẹ bà tê, ôi đằng tha, thả khuôn nâng bạn chạy chính bị tỷ hai, rồi khuôn mình xạ xong nấu tỷ ni nụ tê, khuôn xa lãnh khuôn xả nà, bần tế. Tí ni mình sạ xóm đôi chân này quát tớ tại chạy chênh. Bê đà bà đi cầm bông để đá nó thì trong New York đó thống thế mà này anh. Không ạ ca sở thiết đó tại chạy thêm tiệt phong. Nâu lớn spin mũi, khuôn cơ bàn bật đẹp khơi rồi tê rồi bỏ Santa Claus. Bàn khôi, bật tu, rồi hai cơ bàn thẻ chốt tập cành. Xuân ủi xin đó thống mũi nó thì trong New York ni. Bà đi cơ bàn phanh rốt rồi tê Santa Claus. Hai cơ bàn bật đẹp khơi thà. Rồi tê rồi bỏ quát khôi bàn ách họ hát bán nụ tê. Đôi xa ta mà xin chùm núi nu, bàn thẻ bắt tàu hơi. Trong chùm nội ni, chùm chọc bà chạy bật nhạc đường ọc nha thà. Tam bật tàu ca bị dù dên ăn một hơi. Rồi tê rồi bỏ Santa Claus. Mình đã trâu ca bông bông chùm núi hóa ở với nụ tê. Bần tài đôi xa tài bếp bắt chữ bọn ni. Khi mình nào nào sầu chứa lưu Santa Claus. Hai Christmas spirit có chạp đám bạch bọn tàu. Tớp rồi tê rồi bỏ quạt trâu ca rồi bỏ chùm núi đang bày ở với hóa hả bàn. Ây lâu ni, Santa Claus có bán bưng ở bà đi tôi chui rốt bông bông chùm núi hóa nụ. Nghĩa một đòi mài khèo vĩnh, bế một đòi bà tè, khuôn cậu bàn khơi sập bột đa sở xe phía nhà tốt đôi bóng bọc đôi bọc luôn. Thông minh bọc mẹ nụ, có bà nhập rốt một rốt ở bốc đôi bọc luôn. Đã lại lâu ni, Walter, cầm bông tay bà chung chì mùi nặng nặng đặc nôm tệ tông nâng ca phá lật dịp hâu. Liên bình nụ, khuôn bọc đôi bọc luôn sắp tài rốt chô một khuôn bật tục nụ, hai bà Walter thà. Bà đi, bán chạy chênh bị tỉa hơi. Walter có bán bạc đầy xét. Bố, quát mình cao bởi chôm xâm khẳng bệnh. Bọn tài máy khéo bán đi dạy thà. Bà đi, quát xa lãnh bụi dưỡng nà. Quát bà rõm bị cú xả tiết. Lục bà, số mê ta dốc cú xa chỉ thông mà đoàn tàu nó không cùng lông bệnh đi. Cùng dốc ca nghĩa đạm mục. Vì bố, dương thư phương ở vầy cục giang cứ đang bây chỉ vứt nâng cú xa rồi bỏ dương. Tại bà cú xa rồi bỏ dương mình bán sốc. Dương có khi mình thấy sạp bái thì dễ đai. Xong đây mới khỉa ni, bán thư ở Walter mình cáp nhạc luôn. Hãy quát có bán xâm ra chất chinh bí cần lãnh bật chụp nu. Tụ bây chỉ mê rồi bỏ quát cùng riêng bình chụp quát bị cả nghĩa cả đôi. Bần tỏ mộ, bụ kế tiền bí nhạc bán đà rốt bà đi. Hãy có bán chụp ni nó khăn Central Park. Nấu cần lãnh chụp ni nu phóng đá. Bụ kế có bán bật tiệc khơi bông bông chìm nuôi hóa rồi bỏ lục ta Santa Claus thêm thiệt phong. Bà đi có bán nó bông bông nu. Ôi Santa Claus hãy có bàn nôm ở bốc nâng bốn được bọc luôn mốc chỉ mùi đè. Rí ai Michael, bần tốt bị khuyên Santa Claus, đồng bốn khuôn mình chưa nụ tê. Bần tay bần tốt bị Santa Claus, bàn đăng nâng cô bầm nong, nâng cả bàn song rồi bọc Michael thay chọn bàn ở vầy nu. Michael có chạp đàm chưa lừa Santa Claus, phìm nu, mà xin có sạp tay đồng nào ca. Đối chứ nế, bà cà nà mì mà nụp xỉn tiệt chạp đàm chưa ta lừa Santa Claus vĩnh, mà xin được bọc Santa Claus, nâng át hò hào bàn đôi mình chạm bạch, bà rồi bọc chùm nuôi ở vầy nụ tê. Nó trong chút này trong bằng hành ở dân đằng thà. Ca chưa từ lời Santa Claus rưu mùi có Christmas spirit. Vì xâm khăn trên cá đại dân mở khơi. Đối chứ này dân mình bạch khoa thầy dân khơi rưu mùi có ớt nụ tế xâm khăn. Lời dân chưa thả miễn Santa Claus rưu mùi có Christmas spirit rưu ớt. Santa Claus có bán bằng hành xịp hâu. Nó cầm nọt hẹp xếm xếp để tệ tôn nâng mà nụ. Bàn xong trong bàn ở vấy rồi bác bụ kê. Không cầm lông bề nụ phóng đài. Bó rồi miễn có bán phá tu tiếng bà tê. Đời xa tệ bụ kê miễn bán khơi nhờ vấy thì lại bị lửa mê. Chỉ bị xét khám khám tại mặt đoàn. Hãy bỏ ra mẹ ní, có bạn thử ở chủ vi nhưng bạn khơi thả. Bà đi nó không tu đủ tu nụ đài rồi nhưng có bạn phải nhạc bởi nhà mốt cần lãnh cả hết. Phải liếm nụ,
អ្នកយាមល្បាតនៅ Central Park នោះក៏បានឃើញពួកគេនិយាយរួមទៅអ្នកយាមល្បាតនឹងគឺពិតជាមានការខឹងសម្បារនឹងមិនចូលចិត្ត Santa Claus នោះទេដោយសារតែ Santa Claus ដាក់ឈ្មោះពួកគេចូលប្រភេទមនុស្សមិនល្អដូច្នេះហើយបានជាពួកគេខឹងសម្បារហើយធ្វើការដេញវាយប្រហារមកលើ Santa Claus បាឌីក៏បានព្យាយាមជួសជុលម៉ាស៊ីននោះប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាមិនសូវដំណើរការនោះទេដូច្នេះហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានសហការគ្នាដើម្បីរៀបចំគម្រោងផ្សេងទៀតដោយឪពុករបស់បាឌីបានទៅបន្លំខ្លួនធ្វើជា Santa Claus ប៉ុន្តែពួកយាមល្បាតនោះមិនចាប់អារម្មណ៍នោះឡើយ Michael បានយកសៀវភៅរបស់ Santa Claus ចូលទៅក្នុងកាមេរ៉ារបស់ទូរទស្សន៍ហើយរាយរាប់ឈ្មោះក្មេងៗដែលចង់បានរបស់ផ្សេងៗហើយពួកគេក៏បានចាប់ផ្ដើមជឿទៅលើ Santa Claus ភ្លាមនោះរទេះរបស់ Santa Claus សាប់តែមានដំណើរការម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហើយម្ដាយរបស់ Michael និង Emily ក៏បានមកដល់កន្លែងកើតហេតុដូចគ្នា Michael ក៏បានរាយរាប់ពីអ្នកនោះថាបើកាលណាមនុស្សចាប់ផ្ដើមជឿទៅលើ Santa Claus នោះរទេះរបស់ Santa Claus នឹងអាចហោះហើរបានដោយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់មានរបស់អ្វីជំនួយនោះទេរីឯ Joey បន្ទាប់ពីនាងឮសូរបែបនោះហើយនាងក៏បានឈរគិតដូច្នេះហើយនាងក៏បានគិតថាបើកាលណានាងច្រៀងទៅមនុស្សទាំងអស់អាចនឹងចាប់ផ្ដើមជឿទៅលើ Santa Claus បន្តទៀតឥឡូវនេះរទេះរបស់ Santa Claus កំពុងតែត្រូវបានដេញតាមដោយក្រុមអ្នកយាមល្បាតយ៉ាងក្តៅកគុក Joey នាងក៏បានស្រែកច្រៀងបទ Christmas ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាមានការចាប់អារម្មណ៍បន្ទាប់មកម្នាក់ៗក៏ចាប់ផ្ដើមច្រៀងតាមនាងដែលធ្វើឲ្យរទេះរបស់ Santa Claus ចាប់ផ្ដើមដំណើរការហើយរួចក៏អាចហោះបានប៉ុន្តែពេលហោះបានខ្ពស់បន្តិចបំពង់ជំនួយនោះក៏សាប់តែធ្លាក់ចុះម្ដងទៀតដូច្នេះឥឡូវនេះវាក៏ចាប់ផ្ដើមហក់ធ្លាក់ចុះមកម្ដងទៀតតែក្នុងកំឡុងពេលនោះផងដែរឪពុករបស់ Michael ជារឿងហោបហោបតាមគេមិនបញ្ចេញសំឡេងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យរទេះនោះមិនអាចហោះបានដូច្នេះបន្ទាប់ពី Michael ស្ដីឲ្យឪពុករបស់ខ្លួនឪពុករបស់ខ្លួនសាប់តែស្រែកច្រៀងឮៗភ្លាមនោះរទេះរបស់ Santa Claus សាប់តែអាចហោះហើរបានដែលមើលទៅពិតជាអស្ចារ្យនិងមិនដែលជួបប្រទះនោះទេនៅក្នុងរឿងនេះនេះដោយសារតែជំនឿបានធ្វើឲ្យរទេះរបស់ Santa Claus អាចហោះហើរម្ដងទៀតដូច្នេះពួកគេគឺទទួលបានជោគជ័យក្នុងការធ្វើឲ្យមនុស្សជឿទៅលើ Christmas Spirit ឥឡូវនេះយើងកាត់មកដល់ថ្ងៃ Christmas បន្ទាប់ Walter ក៏បានចាប់ផ្ដើមក្រុមហ៊ុនបោះពុម្ពរបស់គាត់ផ្ទាល់ខ្លួនដោយសិភៅរបស់គាត់គឺសរសេរតាក់ទងនឹង Buddy គ្រួសាររបស់ពួកគេឥឡូវនេះគឺមានលក្ខណៈសប្បាយរីករាយជាខ្លាំង Buddy ហើយ Chewie ឥឡូវនេះពួកគេបានរៀបការរួចហើយក៏មានកូនរបស់ពួកគេដែលមានឈ្មោះថា Susie ហើយពួកគេបាននាំកូនរបស់ពួកគេទៅលេងជាមួយនឹង Papa Elf ប៉ុន្តែនៅវគ្គបញ្ចប់នេះគឺថាបាឌីរបស់យើងនឹងនៅតែអង្គុយលើផ្លូវរបស់ប៉ាប៉ាអែលដូចជាកូនក្មេងអញ្ចឹងហើយរឿងរបស់យើងគឺត្រូវបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច Like Share និង Comment ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអាប់អង 192 ទាំងតំណែងគ្រប់មុខដល់ទីកន្លែង